Gần 30 năm nuôi ong để bán nguyên liệu thô cho các công ty xuất khẩu mật ong, nhưng cuộc sống gia đình anh Nguyễn Minh Tiến và chị Lê Thị Anh cứ mãi bấp bênh bởi giá bán nguyên liệu thô vừa thấp lại không ổn định. Do đó, khi tìm hiểu kỹ về nhu cầu của thị trường mật ong, năm 2015, hai vợ chồng anh Tiến và chị Anh quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất mật ong sạch với tên gọi Mật ong Anh Tiến. Với kinh nghiệm nuôi ong dày dặn, lại sản xuất theo quy trình sạch, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nên mật ong Anh Tiến được người tiêu dùng đánh giá cao. Vì thế nên dù mới cung ứng ra thị trường gần 3 năm, nhưng thương hiệu mật ong Anh Tiến đã vươn xa. Trong 30 năm nuôi ong, anh Nguyễn Minh Tiến ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đã rong ruổi cùng đàn ong đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Từng thói quen, cách thức lấy hoa, cho mật của con ong đều được anh Tiến nằm lòng. Mỗi mùa hoa, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S, không nơi nào không in dấu chân của anh Tiến. Khi đầu tiên là ở tháng 12 thì nó có cái mật cây điều. Mình sẽ khai thác mật điều trước. Thực kế nữa là mình sẽ khai thác mật cao su. Cao su là nó ở tầm tháng 1, tháng 2, tháng 3. Đó. Rồi cũng có người là khai thác cây vải thì người ta sẽ về Bắc Giang người ta khai thác vải, cây vải. Hay về chôm chôm là khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 4. Hành trình nuôi ong lắm gian nan, thế nhưng giá bán cứ mãi bấp bênh. Nên cách đây 3 năm, anh Tiến quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất để chế biến mật ong sạch. Để có nguồn nguyên liệu ổn định, anh Tiến liên kết với 40 hộ nuôi ong khác. Anh cũng thường xuyên trao đổi, chuyển giao kỹ thuật nuôi ong sạch cho các hộ. Bình quân mỗi năm, sản lượng mật ong thu được của anh và các hộ liên kết khác đạt từ 500 đến 700 tấn. Toàn bộ dây chuyền tách, lọc, lắng mật ong của cơ sở mật ong Anh Tiến đều được nhập khẩu từ Mỹ. Do đó, các sản phẩm mật ong khi kiểm nghiệm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay, cơ sở mật ong Anh Tiến đã được chứng nhận Việt Gáp. Đây là cơ sở mật ong duy nhất trên địa bàn tỉnh đạt được chứng nhận này. Khi mà về đến mật nó đến trại rồi thì mình đưa về bắt đầu là một quy trình của mình. Thì mình làm cái quy trình đó là thêm một cái hệ thống của tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, hệ thống là nó lọc, lược và lắng của tiêu chuẩn Hoa Kỳ, để ra một cái quy trình khép kín luôn, từ bên máy móc và lắng lọc từ khi mật về đó là một khép kín luôn cho đến ra một cái máy chiết rót như thế này. Thì nói chung là mình không có công đoạn nào người làm trong đó hết. Chỉ có bắt đầu mình đổ mật ra thì có nhân công, còn bao nhiêu máy nó làm hết. Năm 2017, cơ sở mật ong Anh Tiến phối hợp với công ty Honeybee, thành phố Hồ Chí Minh để phân phối sản phẩm ra thị trường ngoài tỉnh. Hiện nay tại các hệ thống siêu thị Bixi, Vinmark, nhà thuốc Tây đều có sản phẩm mật ong Honeybee với sản lượng đạt khoảng 60 tấn một năm. Ngoài ra, đơn vị còn xuất thô cho các công ty xuất khẩu mật ong trên 600 tấn mật một năm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, cơ sở mật ong Anh Tiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất và tăng công suất chế biến mật trong thời gian tới.